Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Thực ra thì cái video này ấy, thì mình không định làm đâu, bởi vì là mình thấy là trên YouTube cũng như là trên mạng ấy, những cái bài viết phân biệt sự khác nhau giữa mitai và dashi thì nó cũng khá là nhiều rồi. Tuy nhiên ấy, thì hôm trước có một bạn comment ở trên kênh của mình là em không biết phân biệt sự khác nhau giữa mitai và dashi. Thế nên mình đã thực hiện cái video này để chúng ta sẽ phân biệt rõ ràng cái sự khác nhau giữa mitai và dashi mà nhiều người đang vẫn rất là nhầm lẫn. Đầu tiên thì cùng nói về mitai. Thì mitai thì thực ra thì nó giống với yo, đúng không ạ? Yo da, mitai da. Thế nhưng mà cái mitai da thì nó sẽ thường được dùng trong giao tiếp, trong văn nói. Thì nó có những cách dùng như sau. Cách dùng đầu tiên là để so sánh ví von. Tức là thực tế nó không phải là như vậy, nhưng mà chúng ta cảm giác nó như vậy. Ví dụ như là hôm nay thì thực ra có thể là trời đang là mùa đông chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên lại thấy nó ấm và thời tiết nó cứ như là mùa xuân vậy. Thì người ta sẽ dùng là haru mitai na tenki desu ne, như thể là, đúng không ạ? Hoặc là cô ấy quan tâm tôi lắm, cô ấy cứ như để mẹ tôi ấy. Đó, cứ như là, trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là kanojo wa watashi no okasan mitai na hito desu. Đó. Hoặc là Taro cứ như là người giàu ấy, bởi vì nhìn thấy cậu ra tiêu xài các kiểu, mình so sánh ví von cứ như là người giàu ấy, mà thực tế có thể là cậu ta không phải là người giàu. Okane mochi mitai da. Đó là trường hợp đầu tiên nhé. Trường hợp thứ hai thì mitai sẽ được dùng khi mà chúng ta suy đoán. Tức là chúng ta sẽ dựa vào một cái gì đó và chúng ta suy đoán theo cái kiểu chủ quan của bản thân chúng ta. Hình như là, ví dụ như là mình nhìn vào mình thấy cái căn hộ này nó trống hơn và mình đoán là hình như là không có ai ở đây cả. Kono apato wa dare mo sunde inai mitai da. Hoặc là mình đoán là hình như là hôm nay anh ta không đến đâu. Kare wa kyo konai mitai ne. Hoặc là hình như là cô ta đã về rồi. Kanojo wa mo kaechatta mitai. Cách sử dụng tiếp theo của mitai là đưa ra một cái ví dụ cụ thể như ai đó. Ví dụ như là tôi muốn có thể nói tiếng Nhật giỏi như là Ha-san chẳng hạn. Ha-san mitai ni nihongo ga hanaseru yo ni naritai. Hoặc là tôi không muốn sống một cái cuộc sống như anh ta chẳng hạn. Kare mitai na jinsei wa okuritaku nai. Đưa ra ví dụ, chúng ta thấy là mitai chủ yếu nó sẽ được dùng với 3 trường hợp như vậy. Còn với dashi thì nó được dùng trong những trường hợp như thế nào? Dashi đầu tiên á, sẽ là gì? Dùng trong cái nghĩa là một cái N nào đấy nó mang cái tính điển hình, mang đậm cái nét đặc trưng. Ví dụ như là onnarashi hoặc là joserashi, đúng không? Rất là nữ tính, tức là bản thân phải là nữ đã này. Và rất là nữ tính, tức là đậm cái nét tính cách, cái điển hình, cái đặc trưng của đối tượng đó. Ví dụ cách dùng từ, lời ăn tiếng nói rất là nữ tính. Joserashi kotoba zukai. Hoặc là, ôi anh ta nam tính nhở. Kare wa hontou ni otokurashi hito desu ne. Hoặc là hôm nay cái thời tiết kiểu như là mang đậm cái nét xuân. Nó vẫn là mùa xuân và nó mang đậm cái đặc trưng, cái điển hình của mùa xuân. Thì chúng ta sẽ dùng là haru dashi tenki ni narimashita ne. Cách dùng thứ hai của dashi được dùng khi mà chúng ta thể hiện cái thông tin mà chúng ta nghe được từ ai đó. Nghe nói này. Ví dụ như là nghe nói là cô ta đã kết hôn rồi. Kekkon shita dashi. Tức là không phải trực tiếp nghe từ người đó mà mình nghe từ một ai đấy, đúng không? Truyền đạt lại cái thông tin thôi. Cách dùng thứ ba của dashi đó là suy đoán, hình như. Vậy thì với cách sử dụng này các bạn thấy là nó giống với mitai, đúng không ạ? Thực ra thì dashi trong trường hợp này giống với yo da, giống với mitai trong cái chủ nghĩa là suy đoán. Ví dụ như là tôi đoán hình như là anh này anh bỏ cô ta rồi sao vậy? Anh ấy không còn theo đuổi nữa đâu. Có thể là kanojo no koto o akirameta rashi. Hình như là mà tôi không biết rõ. Hakkiri shita koto wa wakaranai kedo. Thế nhưng mà tôi đoán là như vậy. Thì trong cái trường nghĩa này các bạn thấy là nó có thể thay thế cho mitai hoặc là yoda. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng chốt tổng hợp lại nhá. Mitai dùng trong trường hợp nào? Đầu tiên ạ, đó là gì? So sánh ví von, không phải đối tượng đấy nhưng mà so sánh cảm giác như thể là đối tượng đấy. Hai là gì ạ? Suy đoán. Ba là đưa ra một ví dụ cụ thể, đúng không ạ? Và cứ nhớ là cái mitai thì bản chất nó bằng với yo đó. Chỉ có điều là nó được dùng trong kaiwa nhiều hơn thôi. Còn với dashi, đầu tiên là mang đậm cái nét tính cách, cái điển hình, cái đặc trưng của cái đối tượng đó. Trường hợp thứ hai dùng khi mà chúng ta truyền đạt cái thông tin mà chúng ta nghe nói được. Và trường hợp thứ ba là suy đoán. Với cái phần suy đoán này thì các bạn thấy là nó giống với cách dùng của mitai và yo đó. Nên hoàn toàn có thể thay thế được cho nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.